Nếu như mọi người đã không kích thích nam em, mọi người ghét nam em, cái sự tồn tại của nam em làm cho mọi người chướng mắt á, thì cho goodbye hết đi. Không còn một cái tác phẩm, không còn một bài hát nào được sử dụng trên cõi đời nữa, làm em nam em chết luôn. Và ngày mai sẽ bước ra đường nhận bằng một cái tên mới, bằng một con người mới, sống một cuộc đời khác. Làm đi. Thông báo là báo tử luôn. Sống với một cuộc đời, một cái danh phận mới, một con người mới. Có ai hỏi mình thì mình nói cúc lan đạo phường gì đó. Nam em đòi bỏ tên khai sinh, đổi nghề, sống thành thân phận khác. Tên mới ai nghe cũng hết hồn. Thời gian gần đây, nam em là cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cô liên tục có những buổi livestream nói chuyện đời tư, phơi bày những góc khuất của giới nghệ sĩ khiến dân tình bàn tán. Mới đây, nam em lại bất ngờ tiết lộ trên sóng trực tiếp bản thân đã bỏ nghề từ năm ngoái và hiện muốn bỏ luôn cả tên sinh, thay đổi thân phận, sống cuộc đời mới. Nam em cho biết, thật ra tôi đã bỏ nghề từ năm ngoái, tôi không muốn làm gì nữa, bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời khác. Hay cả ai gọi tôi là nam em, tôi cũng quạo luôn. Ra đường có người hỏi, tôi nhìn giống nam em quá, tôi mới nói không có, bạn nhầm rồi, tôi tên là Tâm Uyên. Sau khi nam em công khai chuyện tình cảm, đời tư cô và chồng sắp cưới trở thành đề tài thu hút sự bàn tán, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long liên tục vướng vào nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người tiếc nuối khi nhìn lại loạt ảnh nam em trước đây, thời điểm cô vẫn tỏa sáng tại các cuộc thi nhan sắc, chưa bị nhắc kèm với loạt drama như hiện tại. Đáng chú ý, vì loạt phát ngôn trên mạng xã hội, nam em đã được mời đến và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, phía sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam em lên đến con số 37,5 triệu đồng. Thế nhưng nam em vẫn vô tư livestream trên mạng xã hội. Một trong những điều khiến cư dân mạng chú ý đến nam em còn về diện mạo của cô thời gian gần đây. Từng lọt top 8 cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018, nhưng nhan sắc tụt dốc không phanh của nam em khiến nhiều người thất vọng. Bên cạnh những biểu hiện đáng lo ngại về sức khỏe tinh thần, sắc vóc hoa hậu của nam em ngày càng xuống cấp, dư mạng cho rằng nguyên nhân khiến cho diện mạo của nam em ngày càng tụt dốc vì tần suất thức khuya quá nhiều để livestream. Cách đây không lâu, nam em cũng lên tiếng thừa nhận về việc phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi. Người đẹp cho biết vì sợ xấu nên đã can thiệp gia kéo phần mắt, nhưng kết quả lại không mấy khả quan thì càng sửa càng xấu. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh hạ tầng của Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý nha. Đúng. Mà đọc những cái lời nói từ người với nhau mới chết á. Chết ở đây không phải là mình bị xúc phạm, mình quá buồn. Mình không hiểu con người với nhau mà tại sao có thể nói những cái lời nói như vậy luôn. Còn những người luôn thiện thì luôn bị dùi dập, người ta càng nói người ta càng sai. Còn những con người ác thì cứ ngẩng cao đầu mà sống, cứ tuyên dương nhau để sống một cuộc đời sai trái và cho rằng đó mới là cuộc đời, sống như vậy mới là sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.